Hello, Em đang làm gì em có thể vậy? đồn được Tớ cái này là cái gì tại vì vậy? phải có cái kẹp thì mới kẹp Tớ được. phải đi quay vậy. Trời, phát hiện đấy có cái váy này. Trời, tự tự phải mặc họ phục vụ. Trời ơi, xong rồi cầm cái hoa xuống thành viên. Trời, xấu quá. Cho mọi người xem bên ngoài. Trời ơi, tối thui luôn. Là kinh khủng. Xin chào mọi người. Drama nữa. Chứ rồi quay kịp nha, tự hỏi luôn á. Kịp mà, sương sương à. Cái xương của tao đó không phải là xương đậm một chút. Xin chào các bạn. Ê, cái này feel đúng như kiểu cái video mình làm ở Kota Kinabalu. Ừ. Nhưng mà at least xong nó đẹp đẽ hơn, tại vừa mới đi event xong, xong bây giờ thì... Ê, giờ tao mày quá gớm luôn á. Ủa, cái bụng mày đâu rồi? Vui lắm. Ôi. Cái gì vậy? Nó là con Hello Kitty mà bay lên. Hồi xưa đó là em á. Rồi điên. Câu chuyện rất random. Hồi xưa lúc mà tôi 6 tuổi đó, lần đầu tiên mà ba tôi nguyên tôi mũi bong bóng xịn hơn nó, cái dạng bóng xịn á. Biết. Chỉ cái để đó, nó bay kìa, mày bay kìa, lẹ mày bay ra ngoài mình kìa. Giống con đó lắm luôn á. Ok. Kiểu bóng xịn như bong bóng Trung Quốc. Bóng đó hồi xưa cái đó mà 100 mấy ngàn, mà cái là lúc em 6 tuổi. Sao mày xịn vậy? Có nghĩa là dạ, Shopee là phải 500 ngàn bong bóng đó. Không có, chỉ có Tết được mua thôi. Ừ. Thế là lúc đó em lỡ em tuột tay nó bay lên. Ừ. Thế là em tiếc lắm. Nhưng mà em sợ ba mẹ em la, hoặc em sợ ba mẹ em buồn, kiểu nói gì em tiệm tuổi thôi cũng khóc á. Thế là em đi vô nhà em nói với mẹ là mẹ ơi con không thích bong bóng nó nữa. Đi rồi sao em đứng em khóc. Chứ không dám nói là con lỡ làm tuột tay rồi, con làm mất nó rồi. Trời ơi mày đúng là con đít quỷ luôn. Bây giờ chúng mình sẽ ăn một chút đồ ăn sáng. Nhờ anh em nhảy. Tụi mình hiện giờ đang ở Sing, đang ở Marina Bay Sands đến một cái sự kiện graduation event của Innisfree. Đây là một sự kiện mà trong đó Innisfree sẽ nói về những sản phẩm dưỡng ẩm của họ. Trong đó có Queen Tea Serum là một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất 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 nhất. Thì đây là hộp quà mà tụi mình đã được tặng. Ở trong này thì thấy có Queen Tea Serum nè, có Queen Tea Cream, có Eye and Face Ball là một cái để massage mắt nè. Cái xong rồi có hai cái là cleansing oil với lại một cái gel rửa mặt. Nhưng mà em thấy là packaging có thay đổi nè. Đúng rồi, cho mọi người xem close up nha. Đây, packaging có một cái sự thay đổi như thế này đây. Ngày hôm qua thì Lé có tham dự một cuộc thi. Thực ra An Phương cũng có mặt trong cuộc thi đó. Nhưng mà An Phương đã sớm bị loại khỏi cuộc thi đó. Rồi, mà câu hỏi đầu tiên nha. Là em hết tên em màn hình rồi. Em đã đứng thứ 5 rồi. Ừ. Các tổ công tác có hỏi. Thì từ câu số 2 đến câu số 7 có phải đứng hạng nhất. Đúng rồi, liên tục. Nhưng mà tới câu cuối cùng khi mà anh Phương chờ tên Chloe được xuất hiện trên màn hình, sẵn sàng cầm máy vlog lên thì nó tụt khỏi bảng xếp hạng mọi người. Thì cái cái câu cuối cùng nó vui duyên quá luôn á. Cuối cùng hỏi là có tổng cộng bao nhiêu influencer tham gia được này. Thì có 27. Không đoán được. Mày đoán bao nhiêu? Chị biết không? Em nói 24. À. Mà tại vì á, em lại nghĩ câu cuối sẽ hỏi là cái line này tổng cộng bao nhiêu sản phẩm. Em đã liếc qua bạn thì câu đó nó sẽ... Trời ơi mày ghê vậy? Mày chiến thuật quá vậy? Đúng là con đít quỷ rồi mọi người. Mày nghĩ một chút, ý là tại vì thắng liên tục rồi sẽ gần thấp. Thắng thế nào thì mày nghĩ tiếp, câu tiếp theo là gì đúng không? Thiệt hả? Ờ, thì em thấy là liếc em bạn là trong này có tổng cộng bao nhiêu sản phẩm này. Thì em nghĩ câu cuối sẽ là kiểu có bao nhiêu sản phẩm trong vòng này. Xong thế là mọi người hỏi là bao nhiêu người tham gia thì sao biết được. Hay quá. Nói chung là ngày hôm qua cái cuộc thi đó là cuộc thi chào mừng influencer đến. Thì Innisfree sẽ đưa tụi mình một cái list câu hỏi bao gồm 8 câu tụi mình phải trả lời trên điện thoại của tụi mình. Và 5 người trả lời được đúng tất cả các câu và có điểm số cao nhất tính theo điểm đàng hoàng nha, tính theo cái thời gian mà tụi mình log in câu trả lời của tụi mình á, thì sẽ nhận được quà của Innisfree. Thì để thua mọi người. Còn đâu không là chị. Cứ thứ mấy? Đứng 28, 29. Ủa? Chỉ có 27 người. À, hôm qua tổng cộng 34 người. Ừ. 45 người. Thì tao đứng 28, 29 gì đó. 28. Bởi vì tao không có process được chuyện nó xảy ra. Ngày hôm qua có một câu hỏi mà An Phương cảm thấy khá là thú vị. Đó là về việc Innisfree Green Tea Serum này sử dụng vào khi nào. Thì câu trả lời là 3 giây sau khi mà tụi mình rửa mặt. Câu đó chỉ là sai đúng. Lúc đó là bị loại ra khỏi vòng chơi rồi, trả lời sai đúng gì nữa. Em thấy 3 giây thì hơi nhanh. Tại vì trước giờ chưa có nghe đến cái sản phẩm này thì dùng ngay sau khi rửa mặt như vậy. Nhưng mà hôm qua trong cái video quảng cáo của Yuna thì lúc mà thấy vừa mới rửa mặt xong, chị Yuna lấy cái khăn thấm liền mà trên mặt vẫn còn một chút nước nước nha. Mình thấy là có thể apply sản phẩm này liền luôn. Thế là em nghĩ là nó là 3 giây. Em thông minh quá, em có một sự suy đoán vậy mà em không thằng được. Vậy đừng nhặt cái nồi đau em nữa.
cả mọi người đều rất là xanh. Chloe xanh, chị Nikki xanh, chị Giang also xanh. Đụng hàng máy ảnh à? Xanh. Chị có event này gọi là gì vậy? Super Tree Show. Các bạn ơi, bây giờ là chúng mình vừa đến The Bay, bây giờ chúng mình không ai thấy gì cả ngoài cái mặt của em Phương ạ. Bây giờ chúng mình đến một cái hoạt động thứ hai của Innisfree. Trong đấy là chúng mình sẽ các bạn có thấy là mặt của mình nhỏ hơn mặt của anh Phương rất là nhiều không? Cho nó tự nói xong rồi tự nói. Hi. Lấy một cái nhẫn màu à. Bạn. So one of the things I will have the same okay. with you. So you have to talk to them. Đây, bây giờ anh Phương sẽ phải tìm một người mà có match với anh Phương cái bản puzzle này. Light up LED, very light LED blue wall. Some from Innisfree Korea who will be demonstrating to us how this game works. Okay, that means that they are holding. Yes, we find each other. Hello, bây giờ thì mọi người đang chờ coi Super Tree Show là một cái show mà trong đó những cái đèn nó sẽ lấp lấy lên, cái xong rồi cây nó lấp lấy lên. Bây giờ nóng quá rồi, nói gì cũng không biết nữa, nhưng mà tình hình là vậy. Dưới cái thời tiết nóng của Singapore thì tóc của Chloe từ một nàng công chúa tóc mây để thành một con ghê, trời quá ghê luôn. Hơi nhiều con điên một chút. Chị thích cái khách ngọc bởi vì tóc của chị là chất tóc nó chị vẫn tuyệt đẹp các em ạ. À. Xin phỏng vấn chị cảm thấy như thế nào ạ? Nóng quá. Nóng quá rồi hả chị? Nóng chảy mỡ không? Nóng chảy mỡ. Giọng nam. Nóng chảy mỡ. Đây sẽ là một clip chạy đua với thời gian bởi vì anh Phương cần có mặt ở dưới sảnh trong vòng 30 phút nữa rồi chưa make up gì hết. Mà mày còn ngồi ăn nữa, mày ăn nhanh lên đi. Trong lúc Lé đang đi rửa mặt thì em cũng sẽ cho mọi người xem kết cấu của sản phẩm Queen Tissue Serum như thế nào dành cho những bạn nào chưa biết nha. Thì cái serum này á, nó rất mỏng nhẹ luôn, cho nên tụi mình có thể dùng cả sáng và tối. Và trong nó mỏng nhẹ thế này thôi nhưng mà nó dưỡng ẩm rất là tốt nha. Sẽ có cảm giác ẩm trên da cả ngày dài luôn. Cho nên là em cũng recommend cái sản phẩm này cho tất cả các loại da luôn, bởi vì cái dưỡng ẩm tốt của nó và bởi vì cái kết cấu rất là dễ chịu của nó. Mày xin kem hết vậy? Rồi đúng không? Rồi, ok, được. Cho tao dưỡng ẩm cái là xong. Đây xài ké đồ lé. Chị hay lắm. Sorry chị lờ bọc đồ của em ra chị xài luôn. Thiệt luôn á, cái hôm này hôm qua thôi chưa kịp vlog được, quá mệt. Thế là định hôm nay mở ra inbox thế là chị cho xài thêm món thôi. Nice. Very nice. Cảm ơn em nice với chị quá chật rồi chưa mở ra nữa. Thôi cũng mở đi không sao đâu. Trời ơi tột quá. Tục quá, em mày ngồi sao mà mày... Sao cười dỗ, em chị vừa dịch đó đúng không? Tại nó vừa rớt. Đây, Queen Tea Seed Cream có vẻ đặc. Một cái texture lúc mà tán ra thì nó mềm. I like it. Bây giờ foundation phải kẹp cái máy luôn. Ủa, tao nhớ mày vừa kẹp máy rồi đấy. Kẹp lại đúng rồi, nhưng mà ý là foundation nên là phải... Hiểu. Chị hiểu đúng không? Chị hiểu hả? Cái gì mà hiểu? Em tin là chị hiểu. Đời em như lục như một bộ phim. Ê cái mặt mày đầu vo luôn á. Bây giờ mày nói gì cũng ngớ ngẩn hết á đây. Ngày hôm nay em thấy mày không còn cái mắt mày. Nó tối hùi. Bây giờ để mà cái chương trình Get Ready của mình thú vị hơn thì chị sẽ đặt cho Lé một câu hỏi. Lé sẵn sàng chưa? Một câu thôi đúng không? Một câu. Xong rồi hay thì hỏi thêm hai câu nữa. Câu đầu tiên chị dành cho em là: nếu em là một loại chất kích thích thì em sẽ là một loại chất kích thích nào? Trời ơi. Chất kích thích. Chất kích thích hả? Ừ. Phải là chất hả? Chất kích thích là rượu bia thì đâu có đúng không? Đúng. Thì em nghĩ em sẽ là whisky. Trời. Sao vậy em? Cái món cocktail mà thường hay uống nhất là whisky sour. Whisky sour là một cái cocktail mà nó thanh thanh, nó hơi chua. Và tùy biến tấu một số chỗ có thể là họ sẽ cho thêm một chút quế hả? Ừ. Thì bình thường tôi không thích quế đâu, nhưng mà ý là nói chung là nó là một cái thức uống khá là dễ uống. Và cơ bản là nếu mà có đi tiệc tùng, đi party á, thì whisky á nó cũng sẽ đỡ nhức đầu hơn là kiểu vodka hay cái gì khác. Cho nên là em nghĩ vậy. Thì em nghĩ em là một loại thức uống dễ uống,
em sẽ không em đâu. Em không quá dễ uống, ví dụ dễ uống sẽ phải mọi người sẽ nghĩ tới bia. Ừ. Sẽ nghĩ tới những cái nhẹ nhẹ hơn như là kiểu vodka cruiser hay là rượu vang. À, tại sao không nghĩ rượu vang? Hay ha. That's the fun of this question, bởi vì chị chính là một ly rượu vang trắng đó em. Chị cảm thấy là chị cũng chua chua nhẹ nhẹ nhưng mà đâu đó vẫn có sự ngọt nhẹ trong đó. Nói chung đó là một cái loại rượu rất là light to drink. Just còn like em, me. Rồi. Em hơi hạt con rồi hả? Ừ. Vậy là em là câu trả lời của em á, nó cũng hơi reflect lại bản thân của em và cái habit của em những ngày gần đây. Đang định nói không được. Sao mình có sao mà nói vậy thôi à? Mình cũng lớn rồi, chị hiểu không? Trời ghê quá vậy. Bây giờ em bước xuống casino em đi chơi được luôn rồi nè. Ủa không biết là mọi người có biết không, nhưng mà một trong những cái ý định của Thùy năm sinh nhật 21 tuổi vừa rồi á là sẽ rủ Thùy qua đây. Thùy sẽ bước thẳng vào casino một cách đàng hoàng, đường đường chính chính. Thùy đủ tuổi. Nhưng mà tại vì trước đó mình đi sinh ngay tháng 10 mình không đi nữa. Mà biết sao con Chloe nó vẫn lấy cái passport của anh Phương để mà nó đi vào casino. Nhưng mà vẫn được, mặt mình quay giống nhau thôi chị hả? Mày điên hả? Né. Giống lắm luôn á. Nghĩ sao vậy trời đó ơi. Vậy chốt lại, mày là một loại rượu mà whisky là một loại rượu mạnh. Nó là một loại mà bạn có thể nhâm nhi cùng một viên đá. Hoặc nghĩa là rất là tùy lúc. Hoặc là bạn có thể take a shot or feel low. Hoặc là những hôm nào muốn ngồi chill chill thì có thể làm cocktail. Còn chị thì đúng là một ly rượu vang đặc biệt yêu mọi người các bạn. Trời tao ghê quá. Em thấy chị giống như một cái chai bia. Trời ơi. Một cái chai bia tự đực đực. Tự đực đực luôn. Singapore. Oh Singapore. Sunny island, seven seas. Singapore. Singapore. Sunny island, just for you and me. Mình đi. Em còn biết cái vế sau nữa nha. Trời em lông mày nhiều lắm luôn á. Biết rồi, không cần phải nói thêm gì đó nữa. Ê dạo này nó lé nó không có kẻ lông mày luôn mọi người. Sao mà nó không thèm cạo lông mày luôn á. Tại vì tóc nó cũng che nó lé luôn á. Nhưng mà chị thầy cũng thấy đúng không? Quá nhiều lông thừa luôn á. Đừng chui mà. Em biết là chị không có lông mày mà. This love has just gone. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me. I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Em vừa rồi mày đi concert Adam hả? Ừ. Phải Adam không ta? Đúng vậy. Hay không? Mày ngoài hát hay không? Hay lắm. Thiệt hả? Chăm mình không? Hay lắm, dễ thương lắm, được chăm lắm. Lắm. Thiệt có hả? Sao mà hát rồi anh còn đeo cái dây vòng tay giống như là của con gái anh, hoặc là con gái anh làm được kiểu cái đính hàng hàng á. Rồi, đây. Lé có dùng phấn này không? Có. Nhưng mà em không có phiên bản tự nhiên bị đơ. Nhưng mà em không có mang cái phiên bản này giống chị. Đây là phiên bản gì? Đây là phiên bản Toy Story. Nè, đúng rồi. I love Toy Story. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ có một cái talk show cùng với influencer của các nước khác. Sau đó là tụi mình sẽ có một buổi meet up với lại Yuna. Yuna thì dễ thương quá, nhưng mà trong thật tâm em Phương thì em không muốn gặp Lily Minho. Thật sự rồi. Lê thích Lily Minho mà đúng không? Thích lắm luôn à. Lê để hình nền Lily Minho luôn mà một thời. Để mấy tháng luôn á. Tuy là tôi không nghe nhạc Hàn Quốc nhiều á, nhưng mà cũng thấy hào hứng. Tại vì chị rất là xinh. Và La cũng rất là thích Yuna nha. Gì hả? La mê gái lắm. Hả? Đúng mẹ mê gái hả? Đúng. Mẹ gái đẹp rồi mẹ mê. Ghê. Vì sao mẹ không mê con cho mẹ? Thì cần một câu hỏi cho mẹ. Ừ. Mẹ sẽ trả lời mẹ ỏi á. Đặt một câu hỏi tiếp cho Lé nha. Bây giờ nếu em là một mùa thì em sẽ là mùa gì? Trời. Em nghĩ á là câu trả lời mà mọi người nghĩ sẽ trả lời. Và một câu mà nếu mà không nghĩ nhiều á thì cũng sẽ nói là mùa xuân. Ừ. Tại rõ ràng mùa xuân là kiểu mùa blooming, mùa hoa nở, mùa thời tiết đẹp. Ừ. Nhưng mà em nghĩ á, trong tâm của em là mùa gì? Trong tâm của em thì em là mùa thu. Wow, sao vậy? Bởi vì đối với em mùa thu á, cái mùa mà lá rụng, xong rồi những cái bản tình ca, thời tiết rồi nó cũng se lạnh hơn. Thì nó chill. Nó làm người ta cái nó sâu sắc hơn và buồn hơn. Vậy là dạo này mày vừa sâu sắc mày vừa buồn.
đúng vậy. Trời đất ơi. Nhưng mà phim này cũng vừa romantic này, những bài tình ca. Ê tao mệt mày ghê. Sao vậy? Mày lái câu chuyện quá đúng không? Con chị, em nghĩ chị là mùa gì? Em nhìn chị là mùa gì? Em nghĩ chị là mùa hè. Ừ, ai không nhìn chị là mùa hè. Nhưng mà thật sự trong tâm chị là mùa xuân đó em. Cô không hiểu tại sao nữa, nhưng mà chắc là bởi vì em Phương luôn cảm thấy dù có thế nào thì mình vẫn có thể thấy được cái sự positive ở một vấn đề nào đó. Và cái cách thể hiện của mình thì nó maybe hơi over dramatic, cho nên là cái cách thể hiện của mình nó sẽ là mùa hè. Tuy nhiên là những cái suy nghĩ của mình thì nó sẽ là mùa xuân. Chung câu trả lời tại đây. Được, hay quá. Sau khi đã bật máy quay được nửa tiếng và hỏi nhau một vài câu hỏi rồi thì hoàn toàn An Phương và Lé nhận ra tụi mình chỉ còn 10 phút để make up thôi. Cho nên là thay vì đây là một video Get Ready With Me buổi sáng thì An Phương quyết định đổi content ngay bây giờ. Tụi mình sẽ làm một cái challenge make up 10 phút full cái mặt. Challenge sẽ phép được bắt đầu. Vô. Few inches later. Ê, giờ này em lười lắm luôn á. Lười trong chuyện lông mi là cũng không cần làm gì rồi nè. Xong rồi đến lông mày nữa giờ cũng mới vãi. Ê, cũng một năm rồi tao mày mới ngồi xuống làm Get Ready kiểu này á. Gì tới năm rồi hả? Trong một cái video mà hồi đó máy của tao còn ngắn nè. Christmas? Đúng rồi. Là hơn một năm. Trời ơi, time flies. People change. And life doesn't wait for anybody. Cái môi chị á, bây giờ nó rất là full on. Từ từ nó là kẽ mắt. Bây giờ tao sẽ kẽ mắt ngay lập tức. Từ từ. Ủa mày xong rồi hả? Không. Bây giờ chút lông mày, nhưng mà nhìn ý là cho nhìn cho hình người sẽ không khác lắm. Rồi xong xong môi thôi. Vậy nên minimal lắm à. Trời ơi, bây giờ tao còn phải quánh một chút xương xương thôi chắc. Nhưng mà mấy mày mà buộc cái này vô mặt tao, tao chửi mày liền á. Sao vô mặt được, em không phải chị. Ok. Nói chung là make up hồi nhìn giống như là đúng, em thấy đúng nghĩa no make up á. Ê, nhìn cái make up của mình mày mà làm cũng có nửa tiếng. Đúng cái nghĩa là cái video Christmas tao mày đổi vượt qua lại với nhau á. Vậy hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, kẻ mắt xấu rồi. Vậy hẹt lên một cái luôn. Không cần kẻ lông mày nhưng mà cũng nên chút một chút. Mascara. Brow trèo. Brow trèo. Vậy làm được không? Mày em đi tao kẻ mắt nha, tao tập trung nha. Quay một cái video make up, một cái video get ready mà nói bước nào cũng kêu là phải im đi mới làm được. Không có chuyên nghiệp. Chị làm vlog rồi được nhiêu năm rồi. Trời mày im hả? Tự hỏi là cái lông mi dài từng này có vô được con mắt của mình không? Nhưng chị kẻ cái mắt rồi đúng không? Ừ. Hopefully được nhưng mà để chọc cái mắt tao. Thì giờ đổi thay. Trời ơi, cái mi này vừa mắt tao. Hơi nhiều một chút nhưng mà hết hồ khác luôn. Anh lớn mày không dùng màu xanh đỏ lại. Ủa thiệt hả? Ờ, giờ này chị không thấy tiền sao nút không? Em có. Tự nhận luôn. Trời ơi, đâu rồi? Hơi mệt rồi quý vị ơi. Cái gì mày đè lưng tao, cái gì lé? Không có hắc xì luôn. Em xong rồi đó. Trời ơi, điều này không thể nào xảy ra được luôn á. Đúng là vị trí của tao mày hoán đổi luôn á. Không, mà tại vì làm nhiều bước hơn thì mà. Several bad puns later. Ủa mày xong rồi luôn á hả? Ừ. Ngồi nè. Sitting. I'm sitting here. Nè hãy quên em đi. Và đừng yêu em nữa. Nè. Na 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 na. Và tình yêu anh sẽ chẳng phao ban. Trời. Trời. Ê khác hẳn luôn á. Tao chỉ cần hạ cái tóc của tao xuống á là nó vô, mọi thứ sáng bừng nó vô liền. Bây giờ mặc cái bộ đồ nữa. Được. Trời ơi, nè. À, anh Nam đến. Tao đến rồi. Trời. Đứng chạy. Hi. Hi Anna. Thank you. Anh chào mọi người ơi. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Cô Ly. Cái gì? Mình là Cooly. À, bây giờ mới nhìn rõ ai là chị hay là em. Ừ thiệt. Dạ, có thể hẳn luôn. Vô lại nè. Ê, tao mà đúng là đối ngược nhau trong cái video trước á. Tao video trước tao để máy mà nhớ không? Bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. Hồi trước em y chang vậy nè. Thôi thế. Ok, bây giờ dọn đồ đi về. Bây giờ thì tụi mình sẽ thay đồ thật là nhanh để
để chạy xuống event. Xong rồi hẹn gặp mọi người đó. Bye bye. See you. Singapore fans, what would that be? 귀엽다 같은 모습이야. 귀엽고 사랑스럽고.